Chào mừng các bạn đến với chuyên mục điểm tin của Crypto 60S. Thị trường crypto hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Tin đầu tiên là tin đồn cộng đồng OTC Trung Quốc ngừng chấp nhận USDT TRC20. Theo Hub Blockchain, nhiều đơn vị giao dịch OTC trong cộng đồng tiền mã hóa Trung Quốc đã tuyên bố ngừng chấp nhận USDT trên mạng TRC20, tức được phát hành trên blockchain tròn của Justin Sun. Các đơn vị giao dịch này yêu cầu người dùng chỉ sử dụng USDT bản ERC20 của Ethereum để giao dịch. Dù không có lý do rõ ràng nào cho động thái trên, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ các tin tức xấu xoay quanh Justin Sun, Tron và sàn Hobi trong thời gian qua. Ngoài ra, giới OTC Trung Quốc đang truyền tai nhau tin đồn rằng USDT TRC20 đáp ứng được các tiêu chí đánh giá rửa tiền của Mỹ, do đó bị từ chối giao dịch. Justin Sun cũng đã lên tiếng về vụ việc, khẳng định USDT TRC20 vẫn hoạt động bình thường, an toàn và thậm chí còn được lợi nhờ tính phi tập trung của Tron, giúp các giao dịch được thực hiện với chi phí thấp. Tin tiếp theo là cựu Tổng thống Donald Trump lại ra mắt bộ sưu tập NFT mới. Cựu Tổng thống Donald Trump mở bán bộ sưu tập NFT mới. Một bộ sưu tập mới mang tên Wintram Treasures của ông đã được phát hành trên OpenSea. Theo đó, những ai sở hữu NFT có đặc quyền gặp mặt ông Trump qua Zoom hoặc yêu cầu một vé dạ tiệc, một cuộc gặp trực tiếp với Trump nhưng chưa có ai nhận được. Về mặt thiết kế, Wintram Treasures thậm chí còn sơ sài hơn bộ sưu tập trước. NFT chỉ duy nhất có hình ảnh Trump đang cầm tấm banner như một chiếc vé tham gia group Zoom. Collection lần này không được đón nhận nồng nhiệt như phát hành trước. Theo dữ liệu OpenSea, Wintram Treasures đang có 688 chủ sở hữu và đạt tổng khối lượng giao dịch 42 ETH, 59.134 USD. Giá sàn cho một NFT là 0,0215 ETH, khoảng 30,3 USD, đang 4x lần. Tin kế tiếp là Sam FTX cho rằng mình không gian lận tiền của khách hàng. Trong một bài đăng trên Substack, cựu CEO của FTX Sam Bankman-Fried cho rằng mình không ăn cắp tiền của khách hàng và không giấu hàng tỷ đô la. Sam Bankman-Fried đã đổ lỗi cho sự sụp đổ của Alameda đến từ việc thị trường tiền điện tử sụp đổ trên diện rộng. Sam Bankman-Fried viết, khi Alameda mất thanh khoản, FTX International cũng vậy bởi vì Alameda đã mở một vị thế ký quỹ trên FTX. Và sau đó, sự lây lan của Alameda lan sang FTX và ảnh hưởng đến những quỹ đầu tư khác. Tương tự sự sụp đổ của Terra Rose Capital đã ảnh hưởng đến Voyager, Genesis, Celsius, BlockFi, Gemini. Tuy nhiên tháng trước, hai cộng sự thân cận nhất của Sam Bankman-Fried là cựu CEO Alameda Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX Gary Wang đã nhận tội trước các cơ quan hành pháp Mỹ về các hành vi gian lận lừa đảo tại FTX và Alameda. Tin tiếp theo là Genesis nợ các chủ nợ hơn 3 tỷ USD. Công ty cho vay tiền điện tử Genesis đang nợ các chủ nợ hơn 3 tỷ USD, khiến chủ sở hữu của nó là Digital Currency Group DCG phải bán tài sản trong danh mục đầu tư mạo hiểm của công ty và huy động vốn mới, theo Financial Times. Để tái cơ cấu lại công ty, DCG đang xem xét giảm tải một phần vốn đầu tư mạo hiểm của mình, bao gồm 200 dự án tiền điện tử như sàn giao dịch, ngân hàng và người giám sát ít nhất 35 quốc gia và trị giá khoảng 500 triệu USD. Genesis, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của DCG, là một trong những công ty cho vay lớn nhất trên thị trường tiền điện tử, cho phép khách hàng cho vay tiền của họ để đổi lấy lợi suất cao. Tuy nhiên, công ty này đã tạm dừng việc rút tiền của khách hàng vào tháng 11 năm ngoái sau khi FTX tuyên bố phá sản. Tin cuối cùng là hơn 16 triệu ETH được sở staking khi nâng cấp Thượng Hải đến gần. Theo EtherScan.io, hơn 16 triệu Ether ETH đã được đưa vào hợp đồng sở staking chuỗi Bitcoin trên Ethereum. 16 triệu ETH trị giá khoảng 22,38 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại, chiếm hơn 13,28% tổng nguồn cung Ether. Người xác nhận sở staking Ether ETH của họ để có cơ hội xác thực các giao dịch trên mạng Ethereum. Người xác thực không thể rút số ETH đã sở staking của họ cho đến khi cập nhật Thượng Hải sắp tới. Số lượng ETH được sở staking ngày càng tăng là một dấu hiệu cho thấy tính bảo mật của mạng rất mạnh và việc áp dụng rất mạnh mẽ. Dữ liệu từ Nansen cho thấy có khoảng 92.500 người sở staking riêng biệt, trong khi Bitcoin Scan cho thấy có khoảng 498.000 chính xác thực đang hoạt động.